Chúng ta cùng trở lại với set đấu thứ 3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Campuchia. Và lúc này thì Lâm Oanh đã vào sân thay cho chuyền hai Kim Thoa. Đó là một pha phản xạ tốt từ libero bên phía đội tuyển Campuchia. Dù vậy thì bóng văng ra ngoài sân khá xa. Bóng vẫn trong cuộc. Và ghi điểm của Đoàn Thị Xuân. Thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam. Rất dễ dàng. 4-0. Bóng vẫn trong cuộc. Đó là tình huống phòng thủ tốt từ các cầu thủ Campuchia. Và đây là cơ hội tấn công. Vẫn là những tình huống tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam. Lần này là pha phát bóng không qua lưới của Lâm Oanh. Đổi phát bóng 1-5. Phát bóng quá mạnh. Lối phát bóng của Ravi Hom. Lượt điểm liên tiếp dành cho cầu thủ Việt Nam. Lần này đến từ những tình huống phát bóng của Như Quỳnh.
không vượt qua tay chắn của Bích Thủy khi bóng quá sát lưới, thiếu tầm cao cho pha đập bóng của Macarafe. Đường chuyền hai không ăn khớp với pha dậm nhảy. Phạt bóng quá mạnh, bóng ra ngoài. Một pha di chuyển tấn công đúng bài từ cầu thủ Việt Nam. Đường chuyền hai sau đầu của Lâm Oanh. Pha xử lý hơi với. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Như vậy chân của Lâm Oanh đã dẫm sang phần sân đối diện. Không phải như vậy mà đó là tình huống chạm lưới của một cầu thủ Campuchia. Tình huống bước một không tốt của cầu thủ Campuchia. 15-2. Và phối hợp tấn công nhanh, và người dứt điểm là cầu thủ trẻ sinh năm 2006 của đội tuyển Campuchia, phụ công mang áo số 5, Borevan. Điểm số nhanh chóng dành cho đội tuyển Việt Nam. Đổi phát bóng. Bỏ nhỏ tốt. Một tình huống phòng thủ tốt nhưng các tay chắn của Campuchia lại để chạm lưới. Khá tiếc cho các cầu thủ chủ nhà. Thank you.
Vẫn là những đường chuyền hai sau đầu của Lâm Oanh. Điểm số thứ 20. Một pha đẩy bóng nhẹ nhàng của Lý Thị Luyến, cầu thủ với chiều cao 1m95. Đập bóng hàng sau, đó là pha tấn công của chủ công bên phía Campuchia. 22-4, chiến thắng đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Lại một lần nữa Thanh Liên thực hiện một pha đẩy bóng về cuối sân. Lần thứ hai trong trận đấu này, libero của đội tuyển Việt Nam có pha xử lý tương tự. Phát bóng ra ngoài. Srefia An cũng đã được đưa vào sân. Cầu thủ cao nhất bên phía đội tuyển Campuchia, chiều cao 1m88. Tình huống phát bóng ra ngoài. Cơ hội để kết thúc trận đấu này. Và tấn công nhanh từ vị trí số 3 để kết thúc trận đấu. Một chiến thắng chóng vánh cho các cầu thủ Việt Nam. Một trận thắng dễ dàng. Và đây là chiến thắng với cách biệt điểm lớn nhất